đi chơi mọi người ơi. Hôm nay mình sẽ đi Ban, một trong những địa điểm rất là nổi tiếng tại Calgary, nổi tiếng nhất Canada luôn mọi người ạ. Phía trước Hà là dãy núi không biết tên gì, dãy núi nhưng mà đẹp lắm mọi người ơi. Nó kiểu đá thôi anh ơi, nó là đá đúng không? Đây nhé, hãy quay cái tên để cho mọi người biết nó là cái khu nào. Đẹp hơn ở trên hình nhiều lắm nha mọi người. Đây là Hà đang ở cái chỗ này nè. Rồi. Tại vì nó có sương mù á nên là mình nhìn không thấy rõ nữa. Nhưng mà bên ngoài thì lại thấy rất đẹp. Bên ngoài rõ. Nó rõ mà anh thích nó như này nè. Đây Hà đang ở cái chỗ này. Tới cái Pan rồi đó mọi người. Mọi người ơi, mấy mẹ con hả? Mồm chữ A, mắt chữ O. Mấy mẹ con hả? Nhìn mồm kiểu mê luôn. Bây giờ tới gần nó mới càng lúc nó càng đẹp nè mọi người. Tới gần rồi mới nhìn thấy rõ được. Trời, cái mountain này nó phải to, có khi phải mặc cái nhà. Tại vì từ bé đến lớn Hà chỉ nhìn thấy núi mà núi cây đất thôi, chưa nhìn thấy núi đá bao giờ. Bây giờ Hà mới thấy là nó thấy là thật ngoài gì, ngoài đời. Ôi đẹp quá rồi, như một bức tranh luôn. Của cái khu vực này cho mọi người xem ha. Bây giờ nhà Hà xuống thì sẽ chụp ảnh trước đã. Hà đi với cả hai người bạn nữa mà hai người đó thấy cảnh đẹp quá đi phóng đi chỗ khác coi tiếp rồi. Giờ nhà Hà bỏ lại nhà mình ở đây. Mua xe mì thuê xe cả nhà. Ở ngoài nhìn nó khủng khiếp lắm mọi người ơi. Chưa bao giờ trong đời luôn mọi người. Lần đầu tiên bây giờ vợ chồng hôm nào thấy mấy cái cảnh này. Lúc trước ấy, có nghĩ là nó chỉ có trên hình được người ta vẽ thôi, không có nghĩ ngoài đời là có những cái dãy núi nó khủng khiếp nha. Ba ba, Danny đang ăn bánh mì hả? Tom ơi, ngủ một giấc rồi tới nơi rồi nè con. Hả? Đi xuống chơi không? Đi xuống chơi không? Hello, muốn ăn không? Mẹ lấy đồ ăn, ăn với mặt Sander với rồi con. Dãy núi Trường Sơn rồi mọi người. Đúng không ạ? Đẹp quá à. Ngày xưa là lúc hồi còn trẻ không đóng quân rồi. Nhà Hà đi nãy giờ là hơn 130 km xung quanh những cái dãy núi này rồi đó. Khủng khiếp không mọi người? Mà mới thì thanh hoàn, giờ thì chóng mặt. Chóng mặt luôn rồi. Mới đầu á, nhà mình háo hức hào hứng lắm. Cuối cùng đi một hồi chóng hết cả mặt luôn. Tại nó cao quá. Mà mình đi nguyên cái vòng tròn. Mọi người ơi, nhà Hà đang ở khu vực Lake Louise thì đến đây là ai cũng phải đi cái này. Mà nhà mình đang có một cái vướng mắc là nhà mình chưa thuê được xe để đến anh ha. Lát nó sẽ gọi xe tư nhân đó mọi người, giống kiểu xe taxi để chạy tới đó mà có được không. Rồi anh ơi, con lượm cái gì dưới đất à? Nhà Hà đang dừng lại để ăn snack á, bánh sandwich với lại bánh thịt gà rồi. Đây, bố xuống mình mua thêm một mớ đồ ăn vặt. Đây gì đó, con bỏ vào miệng nè. Đồ ăn vặt này cả nhà. Có thì mua, bố mình mua gì nhiều các bạn. Ô, bố mua trái cây nè. Bố mua... Mày bỏ cho mẹ coi. Chồng không mua cà phê. Rồi mua thêm lê nữa. Lê đi đường. Quýt. Quýt.
ngồi xuống con, ngồi xuống. Mấy cha con ngồi xuống. Đây là khu du lịch nên thành ra nó cũng khá là đông á. Mọi người không book xe bus trước thì không có chỗ đi đâu ha. Nhà mình đang bị lỡ chuyến đi rồi. Không phải là không có kế hoạch, mà là nhà Hồng Hà book cận ngày quá anh hả? Hôm qua book đã full rồi. Hôm qua book đã full rồi. Với lại nhà hàng có con nhỏ cũng chưa. Nó full đến tận thứ 3, thứ 4 rồi. Chưa, anh mới phát vào trung siêu thị mà tí anh tìm mãi không thấy. Trời ơi, nhà Hà đã kiếm được chỗ đậu xe. Và mình sẽ đi leo lên trên Ủa chú Phát ơi, cái này là leo lên núi hay là đi xuống hồ? Đi xuống hồ. À này, đi xuống hồ mọi người, không phải leo lên núi. Xin lỗi. Rồi đi xuống cái hồ Lake Louise. Đây phía trước Hà, núi đá nè. Chập trùng ha. Nếu mà bạn nào có thời gian ở được lâu thì mọi người muốn tiết kiệm thời gian thì ở cái khách sạn kia. Còn không thì mọi người thuê những cái nhà homestay á, thường thường là khoảng 2 đêm, 1 ngàn một đêm. Thì mình ở đông đông một chút xíu thì chi phí nó sẽ đỡ hơn. Hà đang đến ở chỗ hồ đây rồi mọi người nha. Sẽ đến gần cho mọi người xem hồ. Nước trong xanh đẹp lắm. Nhà Hà có trẻ con thì sẽ không có chơi cái trò kayak, chèo thuyền ra ngoài phía dưới hồ kia. Mà thấy đông không? Chỗ khu du lịch nó lúc nào cũng kín người hết. Ra đây coi lịch sử của hồ coi. Con ngồi như ông hoàng. Đẹp quá chứ Phát ơi. Đây đứng với cô Tú. Ai lát qua kia nhà Hà nãy giờ chụp chụp quá trời mọi người. Check in ở cái hồ này quá trời đẹp luôn á. Đi tới ban tới Sari là mọi người phải đi cái này. Đi chơi cái hai bố con này ngồi góc ăn này, ngồi chút ăn hết không. Ăn hết quýt rồi ăn hết dạ. Ở đấy thì em cũng chỉ nhìn thôi, ở đây thì anh nhìn nhưng mà ở đây anh trong bóng râm anh nhìn. Nhìn đây mát. Không bao giờ chút. Anh nghĩ ở trên là tuyết được các em ạ. Trời ơi anh ơi, anh ơi. Ôi trời ơi, ông ăn, ông sợ người ta ăn hết nè. Ôi trời ơi, cái mặt kìa. Cho mẹ miếng nào, có Thảo không? Có Hiếu Thảo không? Ê. No, no. Cho mẹ một miếng. Có thể nó bóc tiếp miếng tiếp theo nó cho ấy. Có cho, hay ăn hết. Cho mẹ một miếng, s'il vous plaît. Anh ơi, khi nào đưa miếng bé cho mẹ không? Ê, tan. Thử coi cho bố hay cho mẹ. Keo quá, lần này keo quá, không cho. Sao lúc trước thấy hắn Thảo lắm rồi hả? Ừ. Hay là thèm quá rồi. Không cho mẹ. Nhà Hùng đang tối tài, Hùng buồn ngủ quá. Bây giờ Hà chạy mọi người. Hà chạy Hùng mới nhìn được. Ủa ôi, nó hùng vĩ dã man rồi mọi người. Mọi nhìn này. Nhìn bên ngoài nó đẹp, đẹp ghê lắm. Mà lên hình thì mình không có lấy được hết cái sự hùng vĩ của nó. Như trong phim Hà bảo như trong phim Tôn Ngộ Không á. Tại vì Hà ngày xưa thì đã từng đóng mấy bộ phim Tôn Ngộ Không, Hà biết rồi. Đá là nó đổ hay nghe. Đẹp ghê thật. Người ta có đẻo nó hay nó tự vậy á. Nó đục đẻo không? Không, anh vậy thôi. Anh nghĩ đưa trực thăng lên người ta đục đẻo cho nó ra hình á. Không. Hey so, xin chào mọi người. Thì hôm nay cả nhà Hùng sẽ tiếp tục một hành trình nữa. Nhưng mà ngày hôm nay thì sẽ là Hà lái xe nha. Mình đang đi về hướng North East của Montreal. Gì Montreal á? À quên. Của Calgary mọi người ạ. Nói chung là Hùng thấy là cái khung cảnh ở Calgary ấy thì đẹp hơn các tỉnh bang khác Hùng đã từng tới ở Canada rất là nhiều. Chỉ có điều là ở đây ấy thì mùa hè thì Hùng nghĩ là tuyệt vời luôn, không có gì phải chê trách gì cả. Chỉ có điều là người ta nói là mùa đông thì nó hơi khắc nghiệt thôi.
nên mọi người nếu đến chơi thì cứ đến chơi vào mùa hè là đẹp nhất.